Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tổng Trọng đã làm đệ tử ruột Huệ mất kiên nhẫn. Có một số ý kiến cho rằng việc ông Trọng càng cầm quyền sang nhiệm kỳ thứ 3 đã làm cho đệ tử của ông Trọng mất kiên nhẫn, đặc biệt là đệ tử mà có khả năng ngồi vào chiếc ghế của ông nhất. Họ lo vì ông Trọng sẽ lật kèo loại họ ra khỏi cuộc chơi như ông đã từng loại Đinh Thế Huynh và Trần Quốc Vượng. Ông Vương Đình Huệ là người cơ hội và lại có nhãn quan chính trị khá tốt. Những toan tính của ông Huệ rất khéo léo nên khó làm cho đối thủ cả đồng minh phát hiện ra được. Nhờ đó mà ông Huệ vào tứ trụ nhưng về thành tích cũng còn khá sạch so với ông Thủ tướng. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Việc ông Nguyễn Phú Trọng cứ bám ghế không chịu về hưu càng làm tăng khả năng rủi ro đối với ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Rủi ro thứ nhất là ông Tổng Trọng có thể lật kèo, và rủi thứ nhì là Phạm Minh Chính có thể gượng dậy sau vụ án AIC liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bỏ trốn. Trong hai ngày mùng 10 tháng 9 năm 2022, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhóm họp để giải quyết những vấn đề vô cùng nan giải trong đảng. Nói thẳng ra là họp để thanh trừng nội bộ. Với ông Trọng thì ông sẽ tìm cách hạ ai có thể đe dọa chiếc ghế của ông. Chưa có dấu hiệu cho thấy ông Trọng muốn nhường ngôi, trong khi đó ông Trọng giữ ngôi càng lâu thì càng rủi ro cho ông Chủ tịch Quốc hội. Thông tin dò dỉ sau cuộc họp cho biết đã có những căng thẳng trong việc bàn cãi để chốt việc kỷ luật một vài ủy viên Bộ Chính trị và các ủy viên Trung ương đang nắm những vị trí then chốt tại chính phủ. Vấn đề nhạy cảm này đã được đề cập trong phiên họp trước của Bộ Chính trị. Đến thời điểm này, khi chuẩn bị bước vào tuổi 80, ông Trọng vẫn khư khư, không muốn chuyển giao quyền lực. Mới đây nhất, ông Trọng cho ban hành quy định số 80/QĐ-TV vào ngày 18 tháng 8 năm 2022. Tại quy định này, thẩm quyền của Bộ Chính trị lấn át qua mặt cả Ủy ban Chấp hành Trung ương Đảng so với quy định cũ là 105/QĐ-TV ban hành trước đó vào ngày 19 tháng 10, 2017. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Vương Đình Huệ ở hạng tứ trụ, muốn đi tiếp chỉ có thể tranh chiếc ghế Tổng Bí thư. Mặc dù được Nguyễn Phú Trọng hậu thuẫn, nhưng ông Huệ chưa lấy được đa số phiếu trong Bộ Chính trị. Và hiện nay sự hậu thuẫn có vẻ như không còn như trước đây nữa. Ông Tổng Bí thư thường là kẻ thất thường, mà để đối phó với những hành động thất thường của ông Tổng, thì ông Huệ chỉ có thể thất thường hơn. Hay nói đúng hơn, ông Huệ cần phải hành động trước khi ông Tổng Bí thư đổi ý để tránh có bị ông cho về vườn đột ngột như trường hợp của Đinh Thế Huynh trước đó. Chính trường Việt Nam luôn sôi động, gây cấn, các cuộc đấu đá chính trị có thể còn tiếp tục và mỗi phe đang đều tìm mọi cách để mở rộng ảnh hưởng của mình. Cầm đầu các phe phái cũng là các ứng viên lãnh đạo trong tương lai, quyết đấu đá, tác động đến chính sách để tranh giành ghế trong các cơ quan quyền lực cao nhất của đảng. Hội nghị Trung ương lần thứ 6 khóa 13 sẽ khai mạc vào đầu tháng 10 năm 2022. Các bên sẽ dàn xếp ngã giá ra sao tùy thuộc vào việc họ đấu giá trong giai đoạn trước đó như thế nào. Trong lúc còn được ông Tổng tin tưởng thì ông Vương Đình Huệ cần ném đá giấu tay cho thật khéo léo để đẩy ông Tổng ra khỏi chiếc ghế. Bởi hiện nay mà khôn không tranh thủ thì có thể cuối nhiệm kỳ đấu sao lại Phạm Minh Chính. Tuy Phạm Minh Chính bị dính sai phạm nhưng nói cho cùng ông Chính dính sai phạm không nghiêm trọng bằng ông Nguyễn Tấn Dũng ở Đại hội 12 vào năm 2011. Vậy mà ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn sừng sững. Đấy chính là bài học cho Vương Đình Huệ, để lâu sẽ không có lợi trước Phạm Minh Chính. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam. Đặc thù chính trị của Việt Nam, nhất là nhân sự cấp cao, luôn thể hiện qua những quan hệ thập nhập nhằng và hết sức phức tạp. Bề ngoài có vẻ họ là đồng chí của nhau, nhưng bên trong thì đấu nhau chí tử. Cả phe ta cũng ganh đấu nhau, chứ không hẳn chỉ là đối thủ mới đấu với nhau. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ngựa chiến Đinh Văn Nơi bị cài vào thế, trên đè, dưới búa. Ông Nơi sẽ xử lý sao đây? Làm tướng công an với tư duy chính trị thuộc hạng khá như ông Trần Đại Quang mà còn trở thành một con nai tơ so với những con người cáo giả chính trị trong tứ trụ, thì đối với một đại tá như Đinh Văn Nơi có thể nói là tư duy chính trị khá non nớt, thậm chí non hơn Tô Lâm,
người bị đánh giá là hữu dũng vô mưu trong bộ chính trị. Ông Đinh Văn Nơi ở vào thế nếu không có tướng tiên phong thì không có cơ hội tiến thân, còn thể hiện là lính tiên phong thì ắt trở thành công cụ cho những kẻ làm chính trị ở tầng phía trên. Hiện nay người ta đang đánh giá ông Đinh Văn Nơi là công cụ cho ông Tô Lâm để thực hiện những vụ án khó nhất. Với ông Đinh Văn Nơi, ông đang rất tự tin là không có vụ án khó nào cản trở được ông. Đấy là suy nghĩ theo lối ngựa chiến, rất tốt và cũng rất nguy. Đây là hình ảnh Đại tá Đinh Văn Nơi. Quảng Ninh vốn là vùng đất rất giàu, nhiều dự án lớn có liên quan đến những quan chức cỡ bự. Sắp tới Quảng Ninh có 7 thành phố trong một tỉnh mà các dự án liên quan đến hạ tầng xây dựng để lên thành phố là rất lớn. Nơi đấy những quan chức quen lớn sẽ rất nhiều. Ông Đinh Văn Nơi đụng từng nhớ giới ấy không khác gì đụng vào ổ kiến lửa. Ông Đinh Văn Nơi được điều chuyển từ An Giang ra Quảng Ninh với mục đích là để ông Nơi làm những điều mà người Quảng Ninh không dám làm. Bứt dây thì khắt ắt động rừng, mà rừng tại Quảng Ninh có những cây đại thụ liên quan ông đương kim Thủ tướng Phạm Minh Chính hiện nay. Hiện tại ông Đinh Văn Nơi đang nằm vào thế trên đè dưới búa. Phía trên là ông Tô Lâm, nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao, ông Bộ trưởng Bộ Công an có thể loại ông Đinh Văn Nơi ra khỏi chiếc ghế lớn thuộc ở Bộ Công an. Ở phía dưới là hàng trăm doanh nghiệp lớn nhỏ, là sân sau của quan chức cộm cán tại Quảng Ninh, mà đặc biệt là vụ án liên quan đến IEC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Bà cũng đang bỏ trốn. Ông Đinh Văn Nơi đã lập rất nhiều chiến công ở An Giang, dù chỉ nắm giám đốc công an tỉnh này mới hơn 2 năm. Tuy nhiên, ông Nơi là người Nam và làm việc với người Nam thì dù sao cũng có sự hiểu ý nên phối hợp nhau mà tạo ra công lao ấy. Tuy nhiên, khi ông Nơi làm việc với người Bắc thì ông Nơi mất đi lực lượng phối hợp tốt như những gì ông đã có ở An Giang và ở các tỉnh trước đó. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm đang giao nhiệm vụ rất khó khăn cho ông Đinh Văn Nơi. Để có được chiến công ở Quảng Ninh, ông Đinh Văn Nơi phải điều khiển được những cấp dưới người miền Bắc. Đây là lực cản không dễ với người miền Nam, bộc trực và nơi ông Nơi. Và tiếp theo là phải tra cho ra và moi cho được những sai phạm thời ông Phạm Minh Chính làm bí thư của tỉnh này để giúp ông Tô Lâm lập công với ông Tổng. Và cuối cùng đánh án những vụ án điểm có dấu hiệu cấu kết với các quan chức cấp cao hơn. Ông Đinh Văn Nơi phải thực hiện toàn bộ những điều đó thì xem như ông thành công và có cơ hội tiến thân rất lớn nếu kết quả đạt được tốt. Tuy nhiên, không phải cá nhân nào cũng làm được những yêu cầu quá sức như vậy. Lâu nay, người miền Bắc và người miền Nam nắm quyền thì dễ, nhưng người miền Nam thành công với những tỉnh phía Bắc là rất hiếm hoi. Đây là hình ảnh liệu ông Đinh Văn Nơi có dám đụng đến sai phạm thời ông Phạm Minh Chính làm bí thư tỉnh tại Quảng Ninh hay không? Mới ra Quảng Ninh được 10 ngày, ông Đinh Văn Nơi đã có được án đầu tiên. Tuy nhiên, những án đó chưa phải là án lớn. Án lớn là liên quan đến công ty IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Bà Nhàn hiện đang ở nước ngoài, mà người mà bà Nhàn quen biết là ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và rất nhiều các quan chức cấp tứ trụ và Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vụ án này được nhiều người dân trông chờ và ông Tô Lâm đang cũng đợi. Đây mới thực sự là vụ án khó. Không biết sắp tới ông Đinh Văn Nơi có biện pháp gì hay không. Đấy là án điểm, nó quyết định nhiều cho sự nghiệp chính trị của ông tướng võ Đinh Văn Nơi. Nếu xử lý vụ án này không xong, e rằng ông Nơi sẽ gặp khó khăn là điều khó tránh khỏi. Bởi khi ông Tô Lâm không dùng được thì ông ta sẽ vắt chanh bỏ vỏ.